Hello, lời nói đầu tiên Trường Anh xin chào toàn thể tất cả các anh chị trên kênh YouTube nha. Anh chị ơi, hôm nay bên salon em về một con Kia Petke. Con này sản xuất 2005. Đồng sơn thân vỏ nó là mang một cái áo màu trắng ngọc trinh anh chị nha. Bốn vỏ mới, 80%. Mâm đúc nguyên bản theo xe. Gầm bề ở trong là anh chị coi là không có một xíu mục mọt luôn. Và phong dáng con Kia Petke đây à. Bốn cánh cửa rất là đều đặn, không có dư hiệu lực cấn đụng con tông vai anh chị nha. Anh chị có bốn cánh cửa nè, rất là đều đặn, dòng xe Kia Petke siêu tiết kiệm nhiên liệu. Máy con này là 1.5 nha, mức độ tiêu hao nhiên liệu của nó là 7 lít trên 100 km thôi nha anh chị nha. Đây là cụm đèn nguyên bản theo xe nè, bảng số 51E12097. Đó, đồng sơn thân vỏ của nó nè, không có một dấu hiệu là chảy trụ luôn nha anh chị nha. Nước sơn rất là bóng, rất mịn luôn ạ. Bốn vỏ nè, bốn vỏ là mới tinh. Cú ơi, lấy cho anh cái chìa khóa Kia Petke ra đây. Gầm bề ở trong anh chị coi nè, không có một tí mục mọt anh chị nhá. Đây ạ, nội thất nè. Con này sản xuất đời 2005 anh chị nha. Nội thất là ghế da nè, bước vô rất là thơm phức luôn. À, nỉ nè, nỉ loa nguyên rin đơ xe nè, tắp bi cửa nè anh chị ạ. Vô lăng bốn chấu, trang bị màn hình cam da đầy đủ trên con xe nhé. Có xe này Trường Anh cũng vừa mới lấy về thôi. Mở chui vô đề cái máy lên em. Đó là phong dáng con Kia Petke đây. Kia Morning bên em vẫn có nè anh chị. Kia Morning đời 2012, bán tại Chevrolet siêu nhân, bên em có luôn nhá. Cũng vừa mới về anh chị ạ. Đẹp, đẹp bằng miếng da. Rồi, sáng nó bị khô dây của loa đó, mà nó có bô ra em. Đây là phong dáng của con Kia Petke nè anh chị. Máy nè, máy rất là nhỏ gọn anh chị nha. Con này xài 4 cái bếp full nè anh chị nè. 1, 2, 3, 4. Con này xài 4 cái bếp full nhé. Máy rất là êm. Đây là cột kẹo của nó nè, không một xíu cứng đụng con bên anh chị nha. Đúng chưa? Đây à, không một tí cứng đụng luôn ạ. Con này để xíu Trường Anh đưa qua công nghệ 4.0 cho anh tẩy rửa nhé. Máy nè, rất là khô ráo, không có dấu hiệu đổ hơi gì nha. Máy đang hoạt động nè, cốt kem đang quay nè gì nè. Đó, phong dán đây. Đây, những cái sóng lường này anh chị ạ. Còn nguyên bản không một xíu cứng đụng nha. Nắp capo nè, mình sống gần với nắp capo nè. Có dòng xe tập chạy tập lái đến tay người tiêu dùng đó anh chị. Máy hoạt động nè, máy nổ rất là êm vậy thấy không. Dòng xe hãng Kia này đi hơi bị bền anh chị nhé, bền lắm. Có một cái xe che nắng che mưa chở gia đình đi chơi Tết. Đồng sơn rất đẹp nha anh chị nhé. Đồng sơn thân vỏ nó rất đẹp luôn nè. Đó, không có dấu hiệu là chạy chùa đó. Đây nè, gầm bề phía trong nè, mới linh tinh anh chị thấy không. Đó, không một xíu mục mọt luôn. Gầm nè, mở cái cốp lên em, cốp sau. Máy móc máy lạnh rồi, Trường Anh vô Trường Anh test phần máy lạnh cho anh chị coi nè. Anh chị coi phần tắp lô nè, đây là phần tắp lô trên con xe nè, không có dấu hiệu là khoan đục nha, còn rất là mới luôn.
ốp giả gỗ hết nguyên bản nè, nguyên rim cho xe nè, ưu tiên nè, đầy đủ nè, trang bị có một cái màn hình nè anh chị, nghe nhạc giải trí nhá, con số nè, nguyên bản hết từ anh Z luôn chị ạ. Đây nè, ghế nè, vô lăng 4 chấu chị nha, vô lăng 4 chấu nè, còn rất là mới. Đồng hồ nè, mọi thứ nè. Con đi được 130.774 km nha. Báo cửa rồi, đầy đủ những con xe luôn, không thiếu cái gì anh chị ạ. Máy lạnh nè. Đó, chừng anh mở máy lạnh là có lạnh rồi nha anh chị nha. Máy lạnh nè. Mở phải có lạnh luôn à. Đó, con này anh chị mua về anh chị chỉ việc sử dụng thôi. Tắp bi cửa nè. Đó, những cái vân gai cho tắp bi cửa đó. Nguyên bản hết. Keo chỉ nè anh chị coi nè. Nó qua thời gian nó có mất một khúc keo chỉ rồi thôi nha. Chỗ này cũng không đáng kể đâu anh chị ạ. Đó, chất đóng cửa rất là liền. Hai cụm đèn sau rất mới anh chị nha. Đó là phong dáng con ghe Betche đó. Anh chị nào mua thì liên hệ trực tiếp đến Trường Anh ô tô và số điện thoại 0961 408 726. Một lần nữa Trường Anh xin cảm ơn toàn thể tất cả anh chị nha. Em chúc anh chị có được nhiều niềm vui trong cuộc sống và hạnh phúc bên gia đình nhé. Bên em còn rất là nhiều xe anh chị ạ. Xíu nữa Trường Anh sẽ làm clip tiếp thêm một con Chevrolet siêu nhân. Con này dòng xe bán tải nha, 49D là dòng xe bán tải nha. Dòng xe này là hai chỗ nhưng mà người ta đã lên ghế ngồi cho anh chị rồi nhé. Đây ạ. Đây là hai chỗ nè. Bọc 5D hết toàn diện rồi nè. Đó anh chị coi trên con xe đây. Con này là số tự động anh chị nha. Đây nè. Đây là cụm số tự động của nó nè. Đó dòng xe bán tải đó anh chị. 49D là dòng xe bán tải nhé. Đây nè. Sau người ta cũng lên ghế rồi nè. Đó. Phong dáng con Chevrolet xe bác đây. Trường Anh sẽ đăng clip con này chi tiết cho anh chị xem nhé. Một lần nữa Trường Anh xin chân thành cảm ơn ạ. Bên em còn rất là nhiều xe, rất là nhiều sự lựa chọn để đến với tay người tiêu dùng anh chị nhé. Đó, phong dáng của xe đây ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại.